Đấy, giờ mới quay. Đấy, dây này. Đấy, giờ mới quay. À, giờ mới quay anh ạ. Nằm lại, nằm lại. Đây rồi, đây. Đây đi. Thôi được, cận đi à. Không sao. Tôi làm tôi biết con này chắc tầm khoảng cũng xích 3 cân. Con này gần 3 cân. 3 cân. 3 cân, 3 cân, 5 cân. Ồ, ở đây thế mà lắm, chắc con. Quay, quay, quay. Phải 3 cân hơn 3 cân đấy. Nó phải nhảy lên đây. Có ông câu đây được con trống gần chục cân. Ở đây á? Ừ. Thế ngựa. Gần chục cân. Thế là lắm cá thế mà đây thì chẳng ai đúng cá. Câu cùng và chích vỏ đây lắm cá nhiều. Hai người. Đây được mấy chép. Đang còn hâu nữa. Ý gì à? Còn con mạnh. Cạnh hâu đấy. Đưa về lên đây thấy nó phao. Mất tích luôn. Nhưng mà nó kéo phao cũng bình thường đúng không? Cá này nó yếu không mà con cá này nó không nó chỉ ấy tí thôi. Nó cái này được... sao này nó báo. Ui thôi về thôi, gớm giờ này mà ăn ngâm. Em vẫn cố bắt con mấy con ngạnh mà. Ui giời.